Nha, bây giờ là 7 giờ sáng và mình chuẩn bị phải đi làm. Hôm nay sẽ có một buổi chụp cũng phải đi khá xa, chuẩn bị phải lái xe đi. Nên là tiếp tục như mọi khi, như lâu lắm rồi dùng cái ba lô này anh em ạ. Chuẩn bị đồ để đi làm và có một vài câu chuyện để nói. Bắt đầu thôi, intro trước anh em nhé. Ok, và video ngày hôm nay thì cũng không có gì quá nhiều để nói chuyện. Thì có một vài vấn đề. Đầu tiên mình cần intro mới anh em ạ, như cái này hơi lâu rồi, hơi cũ và có vài nội dung chúng ta cần thay đổi. Đây là cái đầu tiên. Thứ hai là hôm nay mình có một buổi chụp và mình chợt nhận ra là lâu lắm rồi mình không chụp ảnh anh em ạ. Chính xác là lâu lắm rồi mình không chụp ảnh mà mình thích. Lý do thì có rất là nhiều nhưng mà trước hết phải nói thì lý do này toàn vì bản thân mình, tại mình không tại ai hết. Vừa nói vẫn phải vừa xếp đồ anh em nhé. Rồi, đợt vừa rồi thật ra thì mình hơi bận một chút. Thật ra là rất bận, tham công tiếp việc mà anh em. Thế là mình dù là không làm video thì mình cũng sẽ chỉ nhận đi chụp và đi quay cho một vài bên, cho một vài doanh nghiệp gì đấy. Ví dụ giống như hôm nay, thế là mình cũng không có thời gian để mình đi chụp ảnh. Tiếp theo đấy nữa là mình thấy mình cũng bắt đầu khá là lười rồi, hình như đến tuổi rồi sao. Vì đi làm lúc nào cũng phải một hai cái máy ảnh to đùng như này. Thế là kiểu nhiều lúc mình ra ngoài đường mình cũng hơi ngại. Mình nghĩ là thôi, đi làm động máy ảnh nhiều rồi, về đi chơi nó cần nghỉ ngơi, không mang máy ảnh, không mang máy tính, không mang gì hết nữa. Và không mang máy ảnh đồng nghĩa với việc mình không chụp ảnh luôn. Và ra lý do cuối cùng quan trọng nhất, đó chính là đợt này thì mình thấy là mọi thứ nó cũng chán, không có gì để chụp cả. Cũng khá là lâu rồi mình không đi đâu đấy mới. Dù có đi công tác cũng chỉ là đi Hà Nội, Sài Gòn, Sài Gòn, Hà Nội. Nó khác hẳn trước đây hồi mình ở Sài Gòn ấy, là thỉnh thoảng chán lên là xách xe đi Đà Lạt này, Vũng Tàu này, Cần Giờ này. Nói chung là cứ hứng lên muốn đi đâu thì đi. Bây giờ thì thứ nhất là lười, thứ hai là mệt, thứ ba là không có hứng. Tất cả mọi thứ tại cái thân này, thế nên là không chụp ảnh nữa. Ít chụp ảnh mình thích hơn, hơi chán nhỉ. Rồi, và theo như các mô típ phim ý, thì đến đây các nhân vật sẽ bắt đầu kiểu như là ngộ nhận ra một cái điều gì đấy. Nhầm, không phải ngộ nhận, thức tỉnh ra một cái điều gì đấy và thay đổi bản thân mình đúng không? Thật ra mình thì chưa thức tỉnh ra cái gì cả, nhưng mà mình vừa mới dọn ổ cứng các thứ. Mình tìm thấy cái phút Tết hồi mình đi Singapore tháng 3, tháng 4 gì vừa rồi đó. Không hẳn thức tỉnh như các nhân vật ở trong phim nhưng mà có một vài thứ mình cũng nhận ra. Thì để kể cho một câu chuyện nhá, là hồi đấy đi Singapore. Trong cái chuyến công tác đấy, có một buổi sáng sớm mình dậy ra ngoài, mình ra cái chỗ mà con sư tử phun nước ở Singapore anh em, để quay time lapse. Đang quay thì tiên có hai cô bước đến kiểu như nhờ chụp ảnh cho hai cô. Câu chuyện sẽ không có gì để nói cả, nếu mà hai cô chỉ nhờ mình chụp xong rồi kiểu hai cô đi mất. Nhưng sau khi chụp xong ấy tiên mình thấy hai cô đứng lại kiểu như quay ra chụp mặt trời, chụp đủ các góc, chụp kiểu hoàng hôn nhầm. Chụp kiểu bình minh, kiểu đang mặt trời đang lên, xong rồi kiểu người, mây các thứ này kia. Mình không định nói chuyện gì nữa. Nhưng tự nhiên hai cô lại kể chuyện là kiểu sáng nào hai cô cũng ra đây để chụp cái mặt trời kia. Trong đầu mình nghĩ lúc ấy kiểu what the fuck. Kiểu hôm nào mặt trời nó chả mọc lên từ đúng cái chỗ đấy, xong hôm nào kiểu nó cũng như thế này mà. Nhưng mà không, nghe kỹ câu chuyện hơn ý, thì hai cô kể cho mình là sáng nào cũng ra đây vào cái lúc kiểu mặt trời mọc này, với cái gọi là lý do là đi chụp bình minh. Nhưng thực chất ý là để hai cô được đi tập thể dục này, đi bộ từ nhà gần đấy ra đến cái chỗ cảng đấy này. Tiếp đến là hai cô đi ra đấy để gặp nhau này, kiểu bạn già, kiểu tụ họp mỗi sáng nghe nghe. Tiếp theo cuối cùng nữa là vì hai cô cũng chụp ảnh. Hai cô kể với mình là kiểu mặt trời đúng là kiểu hôm nào nó cũng lên như thế, nhưng mà có hôm ấy thì nó lên lệch chỗ này một tí, hôm nó lệch chỗ kia một tí, hôm thì nhiều mây, hôm thì ít mây. Xong chưa hết nhá. Và sau khi kể về câu chuyện kiểu mặt trời mỗi sáng nó mọc một khác nhau và các cô rất là thích chụp ảnh, các cô bật cả điện thoại cho mình xem ảnh mặt trời, mình không thấy khác nhau lắm anh em ạ. Đấy, nhưng mà sau câu chuyện về chụp ảnh mặt trời đấy thì các cô bắt đầu hỏi là mày đến từ đâu, đúng những câu hỏi dành cho các du khách đúng không. Mình trả lời là mình đến từ Việt Nam. Và rồi kiểu như là có một cô trong đấy kiểu như bắt được vàng. Cô bắt đầu kể chuyện là cô cũng đến Việt Nam rồi này, cô đi Sapa rồi, cô đi Hạ Long rồi này, cô đi Sài Gòn rồi này. Cô bắt đầu kiểu cô mở điện thoại ra cho mình xem ảnh ở trong điện thoại. Nó thật là toàn những tấm ảnh kiểu đúng như bố mẹ mình chụp ấy, kiểu như là cầm điện thoại kiểu giơ lên như này. Xong toàn những cái ảnh mà kiểu như là cô đứng cạnh mấy cái bia đá, xong kiểu danh lam thắng cảnh các thứ, kiểu đứng đúng kiểu như này. Ví dụ đây là cái bia đá hoặc là cái danh lam thắng cảnh gì đấy nhá. Nói chung toàn những tấm ảnh mà kiểu bọn trẻ nhìn thấy chắc là lướt qua luôn, không bao giờ suy nghĩ gì về những tấm ảnh đấy cả. Nhưng cái vấn đề ấy, nó không phải là ảnh mà là cái cách mà cô kể với mình về những cái chuyến đi, xong về việc là cô đến Hạ Long ăn chả mực này, xong đi Sapa các thứ lạnh lắm các thứ thế này kia này. Lúc đấy tự nhiên mình nhận ra là hồi trước mình cũng như thế. Ở đây không phải là để chê các cô chụp ảnh xấu nhá, nhưng mà ý mình nghĩ là
hồi trước mình chụp ảnh cũng không đẹp nhưng mà mình khá là vui vì được đi chụp ảnh, và bây giờ thì không thế nữa. Tự nhiên ấy, mình nhớ lại là hồi trước kiểu mình cũng cứ rảnh một cái là mình cầm máy ảnh lên phố đi bộ chụp ảnh này, quay phim này, nhiều lúc chỉ đi quay mấy cái video kiểu như là 120 frame xong về làm slow lại ghép vào với nhau lại thấy vui rồi. Nhiều lúc trời Hà Nội cũng rất là nắng, rất là mệt, nhưng mà mình nghĩ lại thì cũng khá là vui. Còn bây giờ thì đấy, đống đồ này đi làm này về khỏi muốn quay, khỏi muốn chụp cái gì nữa luôn. Và điều đấy rất sai, rất rất sai. Tuy là sai như thế nhưng mình lại thấy là có một sự thật khá là đáng buồn, là mình tin là rất nhiều bạn đã từng cảm thấy thế hoặc là đang cảm thấy thế giống mình. Nhiều bạn thích chụp ảnh nhưng mà đến bây giờ khi cái việc chụp ảnh này, quay video ấy, nó thành một cái công việc, nó thành cơm áo gạo tiền của các bạn rồi ấy, thì tự nhiên các bạn nhìn nó sẽ có một cái ánh mắt khác. Lúc đầu ấy, khi mà mình nghe về vấn đề này một vài năm trước, mình nghĩ là làm sao mà thế được, kiểu chụp ảnh vui mà, quay phim vui mà, làm sao mà đến lúc mà chán mà mình nhìn nó theo kiểu thôi cất máy ảnh ở nhà không cầm đi nữa. Hồi trước ấy thì mình nghĩ là chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng vui, thế là lúc nào cũng phải cầm máy ảnh đi chụp. Nhưng mà bây giờ rồi chắc là cả già đi nữa, thế là mình nhìn chỗ này chán thế nhỉ, chỗ kia chán thế nhỉ, cứ đi nghỉ thôi, không quay không chụp gì nữa. Đó, hệ quả ấy là bây giờ mình nhìn lại đống ảnh cũ của mình ấy, cái khoảng thời gian mình vui nhất, mình chụp nhiều ảnh đẹp nhất chắc là cái khoảng thời gian 2018-2019 thì mình đi khắp nơi này, có ảnh ở đèo Hải Vân này, ảnh ở Đà Lạt này, siêu nhiều chỗ, rất nhiều ảnh đẹp. Và đấy, đấy chính là điều chúng ta cần thay đổi nếu các bạn vẫn còn thích chụp ảnh, thích quay video, nói chung là thích sáng tạo nói chung. Rồi, nói đến đây thì cũng là vấn đề mình đã nói khá là nhiều rồi, giải pháp thì chắc nói rất nhiều lần rồi. Chỉ là hôm nay tiễn mình dọn là cứng, mình tìm thấy kiểu là phút Tết về cái chuyến đi sinh nữa của mình, tiễn mình nhớ ra một câu chuyện như thế. Và mình đúng lúc mà kiểu phải đi làm, đang không muốn đi làm anh em ạ. Thế nên là đó, câu chuyện là như vậy. Mong là một ngày nào đấy anh em nhìn lại về những cái thứ mà anh em đã quay, đã chụp để anh em cũng sẽ cảm thấy là biết đâu mình có thể giống như hai cái cô ở sinh mà trong chuyện anh Tùng vừa kể. Còn đối với mình ý, thì mình thấy vấn đề cần sửa và mình đã và đang sửa rồi. Và bây giờ thì thôi, nói hơi nhiều, sắp đến giờ đi làm rồi. Quay lại dọn đồ nốt rồi anh em nhé. Bye bye.